chăm sóc mỗi ngày một tháng mới. Chúa cho ta tinh thần truyền giáo mỗi ngày được nâng cao. Nhân ngày truyền giáo, xin quý mỗi nhiệm dùng lời Chúa giảng dạy các đặc biệt để động viên con dân Chúa nỗ lực truyền giáo, gây dựng và phát triển hội thánh vững mạnh. Đồng thời kêu gọi cầu nguyện mỗi ngày cho mọi đặc truyền giáo. Trong dịp này, xin các thần thần chọn lạc thiết để dân vào các việc truyền giáo và tội tội. Thôi, có thể đáp ứng các công tác huấn luyện và chứng đạo chăm sóc các chương trình truyền giáo cũng như là môn nhờ nhà sức mạnh. Với cũng nhiều công tác khác liên quan đến công giáo Việt Nam phải nói là rất là tốt, ngay cả những người dân mà có điều kiện về tín ngưỡng tâm linh của họ họ tìm đến những cái nhà thờ để đảm bảo thì lấy sự bình yên trong cuộc sống của họ. Và chính phủ Việt Nam tôi thấy cũng khuyến khích ban chấp sự họ đọc những cái văn bản mà chính phủ khuyến khích những cái tín đồ họ truyền giảng trong cái sự rộng rãi để đẹp đạo tốt đời, các bạn thấy để người dân và đất nước ngày càng được tốt đẹp hơn, chứ không phải giống như những cái dính không phải giống như những cái sự tuyên truyền lắp ghép và bịt bợm của những cái hiệp hội nhân quyền thì nó luôn tìm mọi cách để xuyên tạc chống phá Việt Nam. Là vấn đề tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam rất là khó khăn trên cả thị trường. Mọi tôn giáo họ hành lễ và họ sống theo cái nghi thức đạo lý đạo tốt đời rất rất là chuẩn mực. Phải nói là vấn đề do tôn giáo và nhân quyền Việt Nam trở về với quê hương mình đến đi đến những cái nơi nhà thờ hay là chùa chiền cho thấy cái ở Việt Nam mình thấy chia sẻ về những cái bài tỏ đời sống tâm linh rất là tốt cùng tàu nguyện chung và hát tôn vinh Chúa. Xin chào chị các bạn nha. Bye bye.